là ai đi đám tôi cũng đi theo, tôi cũng đi đám vậy. Nhưng mà thấy tánh chưa? Tôi bác anh em dùng đạo. Bây giờ cái tánh này đó hen, có nhiều coi như đồng đạo mình bàn đi sâu 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 vào trong Phật pháp nha. Là nói cái tánh mình tất nhiên là tánh Phật. Tánh Phật cái ráng mà coi như là tìm kiếm linh minh động triệt chạm tịch thường hằng phi trượt phi thanh vô bối vô hướng đại đại chân thể bất khả đắc nhi tư nghĩ giả, là cái tánh mình rất là trong sạch, gọi là linh minh, là rỗng rang, là thông thấu, là trong sạch, là vắng lặng, là không lui, là không tới, nghĩa là không trượt, không thanh, có nghĩa là không thể bàn được. Tất nhiên nó qua cái Phật tánh của mình được, mà nói quý vị mình như vậy coi như là thấy được chưa? Thấy được không chị Tám? Thấy không? Không thấy. Mà chính Đức Thầy cho chúng ta biết là khó tìm cho gặp chủ nhân ông, tất nhiên là khó tìm, còn ẩn ánh nơi dòng sanh chúng, đúng không? Thưa toàn thể quý vị, giờ đã đến phần giải đáp nghi vấn cho đồng đạo Thu Phương đảm trách. Giờ cũng đến, trân trọng kính mời đồng đạo Thu Phương đến diễn đàn. Kính thưa toàn thể quý vị, muốn cho đạo tràng linh động thì kính mời quý vị cho ông tràng khó tay. Cảm ơn. Vậy kính mời đồng đạo Thu Phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lễ kính Đức Thầy. Kính thưa hội đồng bổn tộc, kính đến đồng đạo cạn, đại diện cho gia đình cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm. Kính thưa chư quý ông, quý bà và hầu hết toàn thể quý cô bác, anh chị em hiện diện thân kính. Nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho đấng thân của đồng đạo cạn, mà toàn thể quý cô bác, anh chị em cùng chư đồng đạo xa gần, chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng này, tất cả chư quý vị trở về đây dự diện được đông đủ để góp phần cho gia đình để hoàn thành chữ hiếu xuất thế gian, và cũng đồng thời thể hiện lên tinh thần đoàn kết thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức với một việc làm hết sức là khả dĩ và tráng lệ vô song đối với gia đình của đồng đạo cảng. Và tất cả chư quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp thì giờ đây chưa đến giờ chánh cúng, nên chi gia đình có tổ chức chương trình truyền bá giáo lý, và chương trình này cũng nhằm mục đích để lợi ích cho cái người sống còn cũng như cái người quá giảng. Người sống còn tất nhiên là đồng đạo chúng ta được nương vào trong cái chỗ trao đổi này mà tầm những ý nghĩa hay mà tu tiến trên con đường tu học mà Đức Thầy đã hằng bảo cho chúng ta, đó là chớ chia rẽ, hãy đồng tâm lực khua giọng vàng đánh thức bốn phương chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thượng chỗ đường quy nguyên. Và nếu như chương trình này là thực hiện để chúng ta đáp đền ân tâm bảo thì cũng là một việc làm để thể hiện qua cái công đức kinh thanh hồi hướng cho người quá giảng. Với một việc làm công đức cao cả này thì Đức Thầy cho chúng ta biết là bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm trí tuệ được minh mẫn dẫn dắt dùm kẻ sa cơ đặng đi đến con đường giải thoát, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức. Với cái tinh thần khai thông đạo đức này thì Đức Thầy vốn dĩ cho chúng ta biết đó là cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đây là một việc làm công đức cao cả của bác anh em chi đồng đạo mà đồng đạo cạn hôm nay đã thực hiện với một cái nhiệm vụ như trên. Thưa chư quý vị, thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp chương trình để truyền bá giáo lý. Chương trình truyền bá này gồm có là đọc lại nguyên văn giáo lý của Đức Thầy, và chương trình cũng như là tự chọn cho mình một tiêu đề cũng gọi là thuyết giảng, và cũng gọi là chương trình nghi vấn. Nếu như hôm nay cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo và cho phép chúng tôi với một cái chương trình như thế nào, chương trình trao đổi tự chọn cho mình một tiêu đề để gặp gỡ cùng toàn thể chư quý vị, hay là chương trình nghi vấn. Nếu như chương trình nghi vấn thì quý vị mình có nghiên cứu trong toàn bộ sấm thi giáo lý, có nghiên cứu, có đọc,
có học và có tìm hiểu, thì sẵn nhân sự tùng sự hôm nay, tất cả chư quý vị mình nêu lên trong giáo lý Đức Thầy 2 câu 4 câu, rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chư quý vị. Rồi quý vị mình ngồi lại lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi, rồi quý vị mình sẽ bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót. Đó là sự khát vọng mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để làm cho Phật Nhật được trùng quy và Pháp Luân được thường chuyển, và làm cho giáo lý Đức Thầy được truyền bá khắp cả các nơi. Đó là công hạnh của tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi hợp tác để chúng ta đáp đền ơn Tam Bảo trong muôn một. Vậy thì lời nói đầu chúng tôi cũng xin tạm dừng để tiết kiệm trong thời gian để đi sâu vào chương trình trao đổi Phật Pháp. Chúng tôi xin trả lại ý kiến toàn thể chư quý vị và cho phép chúng tôi làm bổn phận như thế nào cho nó thích nghi chương trình trao đổi giáo lý hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị và chư quý đồng đạo, vừa qua phần nói đầu của đồng đạo Tiêu Phương kính đến toàn thể quý hoạch, quý cô bác vừa xong đến phần câu hỏi, và trân trọng kính mời đồng đạo. Thì tiếp theo thì tôi cũng xin hỏi tiếp 2 câu. Cho Đức Thầy nói thấy đạo lý chớ nào thấy tánh. Thì thấy đạo lý thì thấy nó dễ, mà thấy tánh như thế nào? Thì còn ẩn nơi tim ốc sắc phàm, mà ẩn nơi tim ốc sắc phàm là làm sao mà biết được? Chỉ nhờ Vinh Tư Hương đã giải rõ dùm 2 câu này cho đồng đạo nghe kinh. Xin kính mời Vinh. Dân hộ cho dân chủ chào phó tay đi chú quý vị. Tiếp theo đồng đạo ở Thốt Nốt, có nhân viên đã dự gia đình đạo cạn, tôi biết được đồng đạo là cũng 2-3 năm liên tục, cũng lần trước cũng có giao duyên. Đồng đạo nêu lên 2 câu giảng của Đức Thầy. Thầy đó là thấy đạo lý chớ nào thấy tánh, còn ẩn nơi tim ốc sát phàm ai biết chi việc phải, cứ làm sao mới biết ai phàm ai thánh. 2 câu giảng được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết được trích từ trong quyển tư, tất nhiên là cái quyển Giác Mê Tâm Kệ. Quyển Giác Mê Tâm Kệ này đó là Đức Thầy viết vào ngày 20 tháng 9 năm 1939, Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình, và có tất cả là 846 câu, mà đồng đạo trích ra 2 câu cho chúng ta bàn. Vậy thì 2 câu đồng đạo nêu lên đó là thấy đạo lý chớ nào thấy tánh, còn ẩn nơi tim ốc sắc phàm. Thưa chư quý vị, vậy thì trước 2 câu đó là Đức Thầy bảo cho chúng ta đó là chừng trần gian kiến thấy phụng hoàng, xòe cánh múa chào mừng Phật Thánh, mới tới 2 câu này là thấy đạo lý chứ nào thấy tánh, còn ẩn nơi tim ốc sắc phàm. Thưa chư quý vị, nhưng đồng đạo mới hỏi qua cái ý thôi, hỏi coi như là thấy đạo lý chứ nào thấy tánh, còn ẩn nơi tim ốc sắc phàm là thấy đạo lý là thấy cái gì không, mà thấy tánh tất nhiên là chưa được thấy tánh, mà cái tánh mình sao vậy phải không? Thưa chư quý vị, rồi còn ẩn nơi tim ốc sắc phàm, bây giờ còn ẩn đâu, giờ mình ráng tìm coi sao vậy, đúng không? Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ thấy đạo lý, tất nhiên là đạo lý, tất nhiên là cái tôn giáo, thấy không? Mà Đức Thầy nói đạo với lý từ đây nhiều chỗ phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Như vậy là đạo lý tất nhiên là tôn giáo. Như vậy là thấy đạo lý tất nhiên là chúng ta thấy được đồng đạo, coi như là phát tâm quy y rồi chúng ta theo, đó là thấy đạo lý. Như vậy bây giờ cái đạo lý tất nhiên là gì? Tất nhiên là cái tôn giáo thực hiện, coi như là đám làm tuần nè, đám giỗ nè, đi từ thiện xã hội nè, rồi đi đám ma nè, rồi đi chương trình niệm Phật nè, là chúng ta thấy đám giỗ bắt đầu đi theo là thấy đạo lý. Rồi đi đám làm tuần chúng ta cũng đi theo. Rồi bây giờ ai coi như là chương trình phá niệm Phật chúng ta cũng đi theo là thấy đạo lý, còn gì nữa. Rồi giờ hồi đi núi tôi cũng đi theo là thấy đạo lý rồi. Rồi bây giờ cái chương trình coi như là đi thả cá phóng sanh tôi cũng đi theo luôn, thấy đạo lý. À, đây là đạo lý chứ còn gì nữa phải không? Nhưng mà đã đi theo như vậy mà Đức Thầy bảo cho chúng ta biết đó là có thấy tánh hay chưa mới quan trọng, không? Đi đám làm tuần như vậy đó, bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta là thấy đạo lý rồi đó, tất nhiên là ai đi đám tôi cũng đi theo, tôi cũng đi đám vậy, nhưng mà thấy tánh chưa? Cô bác anh em dùng đạo. Bây giờ cái tánh này để hen có nhiều, coi như đồng đạo mình bàn đi sâu 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 vào trong Phật Pháp nha. Là nói cái tánh mình tất nhiên là tánh Phật. Tánh Phật ráng mà coi như là tìm kiếm.
linh minh động triệt chạm tịch thường hằng phi trượt phi thanh vô bối vô hướng đại tại chân thể bất khả đắc nhi tư nghĩ giả là cái tánh mình rất là trong sạch gọi là linh minh, là rỗng rang, là thông thấu, là trong sạch, là vắng lặng, là không lui, là không tới, nghĩa là không trượt, không thanh, có nghĩa là không thể bàn được. Tất nhiên nó qua cái Phật tánh của mình được, mà nói quý vị mình như vậy coi như là thấy được chưa? Thấy được không chị Tám? Thấy không? Không thấy. Mà chính Đức Thầy cho chúng ta biết đó là khó tìm cho gặp chủ nhân ông. Tất nhiên là khó tìm, còn ẩn ánh nơi dòng sanh chúng, đúng không? Khó tìm. Nhưng mà bây giờ ở nơi đây có mặt và có trái. Nếu như bây giờ nó muốn cái đèn nó sáng lên, tất nhiên là phải có cái ánh, có cái như là cái bóng của ban đêm. Bây giờ muốn thấy được cái Phật tánh là phải thấy cái phàm tánh mình trước mới được đồng đạo. Ở đây thấy đạo lý chứ nào thấy tánh, tất nhiên là Đức Thầy bảo cho chúng ta biết là chúng ta thấy đạo như vậy. Mà cái tánh mình không thấy, tất nhiên là tánh đó tánh gì? Cái tánh đó tất nhiên là lúc đó bắt đầu nổi giận lên, nổi lôi đình, không có định chừng cho ta biết mà tao giữ trước. Cả 100, 200 người thấy ông này sao ông nóng dữ ta. Vậy đó mà ông không thấy ông nóng. Ngặt đời vậy đó. Rồi ông làm cái chuyện tào lao, chuyện bậy bạ này kia ở đời sớm coi như là trong cái đó. Thôi ơi, cái ông này coi như cái tánh ông coi như là tệ dữ tệ. Vậy mà ông cũng không thấy ông xấu nữa. Cái này cái tánh này là không thấy nè. Không. Mà bây giờ xin chứng minh cho quý vị mình thấy rõ ràng cái tánh này coi như là mình ẩn tàng trong tư tưởng của mình, trong sanh chúng mà không thấy. Vậy cho Đức Thầy nói sao đây? Đức Thầy nói là tánh nè, tánh hung hăng nè, đâm nè, chém nè, chặt nè, bầm nè, có không? Chất chứa điều hung dữ trong tâm chờ đất thế ra tay hạ sát. Thì rõ ràng cái tánh này ai cũng có trên trời. Mà tới chừng đụng việc rồi đó hen là tao đâm mày à, tao chém mày à, mà không có làm, không có đâm chém ai trên trời. Nhưng mà nói như vậy nó hùng hào cỡ như vậy đó. Nhưng mà thấy đạo lý rồi mặc cái áo bà ba, phải không? Quần lái nem mà tới chừng mà đụng chuyện hen là cái áo bà ba bước ra một cái rột đứt nút ở trên trời luôn mà không thấy được. Không thấy được đó. Có phải là thấy đạo lý không? Cái nào thấy tánh không? Chứ nếu như mà chúng ta thấy được cái tánh đó rồi đấy hen, là không bao giờ có cái hành động cử chỉ đó, đúng không? Thấy đạo lý chứ nào thấy tánh. Rồi bây giờ cái tánh gì nữa? Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ích kỷ thế gian giận hờn nhau thù quán dễ dàng mới có cuộc tranh tài đấu lực. Cái tánh này coi như là cái tánh mình giữ nó. Mà mình giữ nó tất nhiên là trong khi đó là mình nhẫn nó làm con. Thôi giờ mình vô đi, bắt đầu mày làm đệ tử tao, không? Sống như tao. Như vậy trong khi đó rõ ràng coi như là thấy đạo lý chứ nào thấy tánh. Tất nhiên là mình có biết được cái tánh đó, chứ không phải không biết. Nhưng mà cái tánh đó tất nhiên là mình chấp nhận, mình giữ nó. Tôi bác anh em trường đạo, nãy giờ đã bàn qua những cái tánh đó là quý vị mình thấy chưa? Nếu thấy tánh được, tánh đó mới mà thấy tánh Phật được. Còn nếu như cái tánh đó mà chúng ta không thấy thấy heo, mà cố tìm cho thấy được cái tánh Phật thấy heo, là hoàn toàn không có. Tại vì bây giờ là bây giờ trong cái nước trong này nè, nó nằm ở trong cái nước đục. Còn ở cái còn cái như là cái bồ đề đó nằm ở trong cái phiền não á. Cho nên nó là tỷ thế mịch bồ đề, cáp như cầu thấu giác, lìa đời mà tìm đạo sừng thỏ kiếm không có ra. Muốn tìm bồ đề tất nhiên là tìm trong cái chỗ như là phiền não ở trong. Ở trong phiền não nó có bồ đề ở trong. Thấy không? Ở trong nãy vậy mấy cái tánh đó tất nhiên là có Phật ở trong đó. Mà mình diệt được nó ngay rồi tất nhiên là thấy Phật liền có không? Bây giờ Đức Thầy nói đây. Đức Thầy chúng nói cho nên chúng tôi chứng minh cho quý vị mình thấy rõ ràng luôn là Đức Thầy nói là Đức Thầy nói trong cái điều ác thứ chót là cái ác mê si đấy. Tất nhiên là diệt được nó, tất nhiên là sau khi mà diệt mê si phải nương thiền giác. Muôn việc làm chánh trực khôn ngoan, đừng bạ đâu tin bướng nghe càng làm ngu muội đỏ thân uổng kiếp không. Ác trừ xong sao nữa? Hiện ra thiện nghiệp liền. Thấy không? Lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho cái ác mình trừ xong rồi tất nhiên là thiện nghiệp mình hiện. Bây giờ cái tánh phàm mình dứt xong rồi bắt đầu tánh Phật mình hiện, chứ cần gì phải tìm. Thấy không? Như vậy thì bây giờ là khó tìm cho gặp chủ nhân ông. Tất nhiên là bây giờ cái chủ nhân ông là Phật tánh ở trong tư tưởng của mình. Bây giờ những cái tánh đó là những cái tánh đó là chúng ta diệt được nó, tất nhiên là chúng ta sẽ thấy Phật liền. Của bác anh em chứ đồng đạo, đó là thấy đạo lý chứ nào thấy tánh, đúng không? Rồi bây giờ còn một cái tánh này nữa nghe. Bây giờ nó chúng ai chúng sao? Cái tánh này Đức Thầy bảo cho chúng ta ai cũng có trên trời mà chúng ta không chịu thực hiện, không làm. Cái tánh đó tánh gì đồng đạo? Cái tánh đó là cái tánh ích kỷ, đúng không? Tánh ích kỷ
Như vậy thì Đức Thầy có nói không? Có. Đức Thầy nói là ai muốn tầm đạo cả cao sâu sao nữa thì hãy dẹp, phải không? Đúng không mấy chị? Thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ, là thấy đạo lý chứ nào thấy tánh. Cái tánh ích kỷ của mình đó, thở đời nay người ta nghèo khổ, thiếu thốn đủ thứ trơn trọi, bắt đầu người ta lại, người ta hỏi anh do bây giờ có tiền bạc cho tôi mượn, tôi nói cỡ này tôi khôn như cua sáng trăng. Tánh ích kỷ hiện ra, nào thấy đạo lý chứ nào thấy tánh. Cây không biết làm sao, ở xóm kìa không biết làm sao, người ta bán cái miếng đất kế bên vậy mà có tiền mua. Mà cái tiền nó không có. Cái chỗ này cái tánh ích kỷ, phải không? Dù cho người ra công tu luyện mỗi ngày lo tụng niệm ba thời mà tánh tình ích kỷ không rời thì cũng khó về nơi cực lạc. Tánh ích kỷ dẫn đầu tham ác, thường làm cho thân thuộc phân ly tớ bất trung, con lỗi đạo nghị bạn phản bạn cũng vì ích kỷ. Còn có biết bao trò quý mỹ cũng là do lòng ích kỷ mà ra không, phải không? Tưởng ích kỷ ruộng vườn rộng mở, có ngờ đâu thêm nợ lâu đời, biết bữa nay sung sướng ăn chơi chứ chẳng biết ngày mai khổ não, bị vô minh làm người khờ khạo, hồng trần là giá đạo cứ mê. Như vậy là cũng tại do nên ích kỷ không, cũng tại ích kỷ mà nhiều lần mà cái chân cái lý cái con đường giải thoát là bỏ khúc. Tất nhiên là chúng ta cũng vì cái tánh ích kỷ. Vì vậy cho nên Đức Thầy nói là ai muốn tầm đạo cả cao sâu, là đạo cả của Đức Thầy là cái đạo cả rất là cao, rất là sâu, thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ. Như vậy là tầm được cái đạo cả đó là thấy đạo lý đó, thấy chớ nào thấy tánh, tất nhiên là đạo cả đó là cái tánh Phật đó. Mà bây giờ phải dẹp được cái tánh tình ích kỷ, tất nhiên mới thấy được cái đạo cả. Còn muốn thấy đạo cả là phải dẹp ích kỷ, mà muốn coi như là và dẹp được tánh lòng ích kỷ mới thấy được cái đạo cả. Đó là muốn ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ, đó là thấy đạo lý, chớ nào thấy tánh. Còn ẩn nơi tim ốc sát phàm thì rõ ràng là còn ẩn trong cái sát phàm của mình nè. Tất nhiên là sắc phàm của mình coi như là trong khi đó nó mới chứa ba cái đồ đó, phải không? Chứ bây giờ coi như là thái tử thì đặt to bỏ cung vàng điện ngọc, quách thành thê tử vợ đẹp con ngoan, dấn thân vào trong rừng sâu núi thẳm, rồi bây giờ tất cả các việc coi như là ngài buông bỏ hết. Con còn nhớ tiền thân nhiều lúc trên đường dài nhường nước nhường cơm, lại còn nhường niệm nhường râm nhường luôn cả ngựa, đỡ chân cho người yêu nhân loại từ đời thượng cổ, giúp chúng sanh từ thở xưa lâu phải là mới có đây đâu, từ bi tình ấy càng sâu chẳng mòn, có nghĩa là giúp cho người ta cởi thoát. Cô bác anh em chứ đồng đạp, cho nên hết lòng ích kỷ rồi nó mới thành Phật được chứ, phải không? Còn mình muốn thành Phật mà tánh tình ích kỷ, tất nhiên là không có thành Phật nổi, phải không? Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, vì vậy cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao dẹp được cái tánh tình ích kỷ mình, sau này coi như là mới tập được cái tánh gì? Dẹp được cái tánh tình ích kỷ, tất nhiên là chúng ta sẽ được những cái tánh đó là ta thường nên tập tánh khoan dung, phải không? Tánh khoan dung là tập đức tánh khoan dung đại độ, tất nhiên là cái tánh này là tánh Phật nè. Tánh Phật là tánh từ bi nè, bác ái nè, vị tha nè, thương người nè, mến vật, là từ bi nè, hỷ xả, đó là tánh Phật đó. Tất nhiên là thấy đạo lý chứ nào thấy tánh, là chúng ta dẹp được những cái tánh này mới thấy tánh được coi như là từ bi hỷ xả, mới thấy tánh được coi như là bác ái, mới thấy được coi như là tánh khoan dung đại độ. Cái tánh đó là tánh Phật của bác anh em với đồng đạo, đó là thấy đạo lý chứ nào thấy tánh. Còn ẩn nơi tim ốc sát phàm là Phật phàm có, thế thôi đâu khó làm hay không việc đó tại người. Người đâu bóng đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc ghép vào thì cây nên được thiền tàu khó chi, phải không? Tất nhiên là cũng là thân xác con người này thôi, nhưng mà chúng ta bỏ được tánh tình ích kỷ, tất nhiên là tánh tham lam, thì bây giờ trong khi đó là chúng ta mới thấy được cái tánh Phật. Như vậy bây giờ nếu như chúng ta muốn dẹp được cái tánh tình ích kỷ là chúng ta phải bỏ đi coi như là tánh tham lam. Muốn bỏ đi tánh tham lam là phải làm sao? Phải bồ thị, đúng không? Mà Đức Thầy nói cho chúng ta biết là muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí. Thế nữa, phải bố thí mới diệt lòng ích kỷ mới được. Không bố thí tất nhiên là lòng ích kỷ mình còn hoài không bao giờ dứt được. Mà mình bố thí giúp đỡ người ta nên trong khi đó là lòng ích kỷ mình không còn. Mà lòng ích kỷ mình không còn nữa, tất nhiên là chúng ta coi như là mới gần gũi được ông Phật của bác anh em chứ đồng đạo. Vậy thì qua đề tài này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin hết ý và xin trả lại cho chánh trụ và ý kiến của toàn thể chư quý vị. Nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.